Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh PVM. Sau bao ngày chờ đợi của mọi người thì hôm nay Dom Studio đã cho ra mắt phần 25 của mình. Không làm mọi người thất vọng, tập phim này thật sự là cảnh chiến đấu rất hoành tráng khi hai nhân vật được xếp hạng là mạnh nhất cho tới hiện tại. Trong series phim này đã có màn solo quá ác liệt, thế nhưng đây lại cũng là tập phim mà khiến nhiều fan yêu quý quân đoàn liên minh bất mãn cũng như sẽ đặt ra câu hỏi lớn về nó. Nhưng mọi thứ đều có lý do riêng của Vậy bây giờ chúng ta cùng nhau phân tích xem lý do nào đã khiến huynh đệ tương tàn đến mức tàn khốc đến vậy nhé. Trước khi đi vào chi tiết mình rất mong các bạn đang xem hãy tặng mình một lượt like để mình có thêm động lực mở đầu cho tập phim là cảnh tượng mà Titan Human đang có một hành động vô cùng tàn độc với chính người bạn của mình vậy tại sao anh lại có những hành động như thế giờ chúng ta hãy trở về những diễn biến của các tập trước đây một chút là chúng ta sẽ biết được phần nào nguyên nhân của hành động đó với âm mưu của bà trùm Alpha là quá nham hiểm và thâm độc để mình nhắc lại một chút về kế hoạch của à ta cho mọi người được biết để thực hiện những âm mưu thao túng toàn thế giới của mình à đã lên một kế hoạch cực kỳ hoàn hảo và chi tiết bà ta đã lập một biệt đội hacker rồi cho hoạt động ngày đêm để thực hiện kế hoạch đó của mình, đến độ những người làm trong nhóm này ăn ở tại nơi thậm chí còn phải dùng đồ ăn nhanh là mọi người cũng đủ hiểu độ gấp rút của công việc. Khi đã dùng đội hacker này để hack vào hệ thống liên lạc của quân đoàn liên minh rồi gửi đi những tin nhắn giả mạo mà thực sự là các tai từng không hề biết và cứ nghĩ đó là mệnh lệnh được gửi đi từ căn cứ của mình, rồi cứ răm rắp tuân lệnh theo, bắt đầu từ cuối tập 20, khi nhân vật mới bà trùng xuất hiện và nói chuyện với lão tiến sĩ Skibidi qua tới tập 21 thì chúng ta cũng đã thấy những kế hoạch đó đang từng bước được thực hiện và xem xét hiệu quả của nó với tin nhắn khẩn cấp mà các đặc vụ cũng như các Titan nhận được thông báo. Đấy là cơ sở 2 của bọn Skibidi Toilet được thành lập và yêu cầu hãy tấn công nó ngay lập tức, rồi cũng thông báo bên trong đó có quả bom hạt nhân. Ở tập 22 thì chúng ta đã thấy quân đoàn liên minh cho tấn công căn cứ số 2 thật sự và cũng có những đội quân bảo vệ ở đây cũng như căn cứ được bảo vệ khá nghiêm ngặt. Qua tới tập 23 thì chúng ta cũng thấy ngay ở đầu phim đã có dòng tin nhắn yêu cầu tất cả các Titan hãy tập hợp và bảo vệ về căn cứ của tộc Lockman rồi ngay lập tức các Titan đã có mặt tại đây, nhưng lúc này bà trùm Alpha đã cho quân tấn công vào căn cứ của tộc Gillmen. Cho tới khi mọi người đã phát hiện ra điều gì đó bất ổn thì Titan Gillmen đã quay về căn cứ của mình. Tới tập 24 thì chúng ta đã thấy được rõ hơn về âm mưu của bà trùm này ngày càng lộ diện. Nhắc tới tập 24 của series phim này thì mình cảm thấy vô cùng buồn bã, bởi khi xem xong tập phim này mình đã có một cảm giác gì đó nó vô cùng tồi tệ đã diễn ra trong tập này mọi người cứ nghĩ tới khung cảnh cả một bộ tộc với rất nhiều thành viên bên trong căn cứ vậy mà đã bị âm mưu của bà trùm thảm sát gần như là hết chỉ còn lại hai người nhưng những thứ bên trong của sự sống sót này nó còn chứa đựng điều khủng khiếp hơn nhiều mà nó sẽ diễn ra vào những tập phim tiếp theo khi đã phá hủy toàn bộ căn cứ của tộc Men thành công nhưng bà ta không quên giữ lại một nhân vật quan trọng làm con tin để có thể gây áp lực cho quân đoàn liên minh cũng như titan Men sau này nhân vật được cho là quan trọng trong đầu của bà ta chính là Diumen chính vì thế bà ta đã bắt cô lại làm con tin trên đây là những tóm tắt sơ về âm mưu và các bước thực hiện của ả chùm Alpha này chắc chắn sẽ có bạn sẽ nói tại sao bà ta lại cho tấn công tộc Men mà không phải các căn cứ của tộc khác thì theo như mình dự đoán và cũng chả phải mình dự đoán nữa mà chính nhân vật bà chùm đã thể hiện cho chúng ta thấy rồi. Ở cuối tập 22, bà ta đã có những lời khen ngợi về sức mạnh của Titan Zillman. Điều đó đủ hiểu bà ta đang muốn khống chế để lợi dụng anh ấy thực hiện kế hoạch cho mình. Với tất cả những gì đã xảy ra cho tới bây giờ, những sai sót và tổn thất của tộc Zillman đang được ném hết về quân đoàn liên minh cũng như các Titan khác đã gây ra. Mục đích cuối cùng của bà Trùm là muốn cho Titan Gyu-men nghĩ chính quân đoàn liên minh và các Titan khác đã gây ra thảm họa diệt vong của tộc Gyu-men, rồi từ đó sẽ khiến các Titan nghi ngờ lẫn nhau. Quay lại với diễn biến ở tập 25 này, khi Titan Gyu-men và Titan Caramen giao đấu với nhau, qua những hành động của cả hai bên hầu như không có sự khoan nhượng nữa rồi, cùng với những lời lẻ chọc gậy bánh xe của bà Trùm Càng khiến cho Titan Men nổi điên và mất hết đi lý trí, giờ đây trong tâm trí của anh chỉ có sự thù hận và trả thù mà thôi. Qua hành động nắm được vũ khí của Titan Cameraman rồi đưa ngay vào để nghiền nát nó, như muốn nói lên rằng tao sẽ nghiền nát tất cả chúng mày để trả thù cho đồng đội của mình. Rồi anh ta đã gồng mình phun ra ngọn lửa chết chóc từ bên trong cơ thể để tấn công Titan Cameraman. Sau pha tấn công đó đã khiến tia Titan Cameraman bị thương rất nặng, một cánh tay đã bị đứt rồi, tiếp tục cầm vũ khí đang tính tiến lại để tính kết liễu anh ấy vĩnh viễn luôn. Rất may trong thời khắc quyết định này Titan TV Man đã xuất hiện để ngăn cản kịp thời, anh rất nhanh dùng năng lực của mình bắn tạo ra một lỗ hổng không gian nhằm lôi kéo anh ấy lại. Tranh thủ cơ hội đã dùng năng lực dịch chuyển của mình đưa Titan Caramen rời khỏi nơi đây, còn mình ở lại để đối đầu với anh ta. Với sự điên cuồng của mình Titan Zilman đã tấn công anh ấy như hai kẻ thù thực sự. Chính lúc Titan TV Man dùng năng lượng của mình tấn công anh ấy thì trong đầu anh ta đã xuất hiện hình ảnh của người đã với tay ra nhưng đã không được rồi hy sinh ngay sau đó. Lại càng làm anh ấy điên cuồng hơn, đang dùng cánh tay mũi khoan nhọn hoát của mình để hạ thủ Titan TV Man thì anh ấy đã kịp tách phần đầu của mình ra để tấn công lại. Rồi tiếp tục dùng tuyệt kỹ dịch chuyển cánh tay để chém phay mũi khoan của Titan Zilman. Chưa dừng lại ở đó anh lại đảo thêm vòng nữa khiến chiếc sừng trên đầu của anh ta cũng rụng ngay trước mặt. Trong giây phút nguy hiểm này Titan TV Man đã dùng tới bàn tay xích của mình nhằm khống chế anh ấy. Nhưng đây lại là sai lầm lớn của Titan TV Man. Với sức mạnh vượt trội của mình Titan Zill Man đã kéo anh ấy lại và thẳng tay táng một phát như trời dáng bay đi khá xa. Titan Zillman đã vận hết năng lượng của mình dồn lên não và phá ra từ trong miệng một luồng năng lượng cực mạnh nhưng có thể do quá nóng mà mất khôn với chiêu thức này thì đối với Titan TV man nó không những vô dụng mà còn có tác dụng ngược lại nữa anh đã hấp thụ toàn bộ rồi tấn công ngược trở lại khiến anh chàng Zillman gục ngã Đúng lúc này thì lũ Skibidi cũng đã tới, anh nhanh chân dùng năng lực của mình dịch chuyển khỏi đây, để lại anh chàng Gilman với lũ Skibidi. Vì có thể Titan TV cũng hiểu phần nào về nguyên do mà anh ấy tấn công mọi người là do bên bà trùng gây ra, nên đương nhiên sẽ không làm hại anh ấy vào lúc này. Mà nếu có ở lại thì cũng không biết phải quyết vấn đề đó như thế nào cho hợp lý, nên tốt nhất mọi thứ cần phải có thời gian. Với sự thất bại của mình trước Titan TV và với tư tưởng phải tiêu diệt tất cả mọi thứ, nên anh ta đã điên cuồng cắn xe lũ Skibidi Helicopter. Nhưng mục đích của lũ Skibidi này tới đây không phải để chiến đấu mà là mục đích thực sự của bà Trùm, muốn khống chế và lôi kéo anh ta về với phe của bà ta, nên đã mang theo cả Zilgumen để khiến cho anh ấy phải theo ý đồ của bà ta, nhìn người duy nhất của tộc mình còn sống sót mà lại còn đang bị bắt giam. Sau lời thông báo phải tấn công căn cứ tộc Clockman, nếu ngươi muốn cô ta được sống, sau một hồi trầm ngâm anh ấy cũng phải đành làm theo ý của bà ta, nên lặng lẽ để những tên Skibidi này sửa chữa lại cho mình. Diogu mừng chỉ biết nhìn và lắc đầu khi biết anh ấy đã bị bà ta khống chế, sai khiến để phục vụ cho mục đích của bà ta. Sau khi đã sửa chữa xong thì ngay lập tức Titan Men đã độ thổ lên đường vì lời đe dọa của bà trùm. Vậy theo các bạn anh ấy có đi tới căn cứ Clockman để tấn công không? Hay anh ta sẽ tới chỗ các tai tần khác để kêu gọi sự giúp đỡ để giải cứu Jill Woman? Mọi chuyện đều có thể xảy ra. Còn chi tiết chiều hướng của câu chuyện sẽ đi về đâu thì chắc chúng ta phải đợi Dom Studio ra tập tiếp theo thôi. Trên đây là phân tích của mình về diễn biến của tập 25. Trong video sau mình sẽ đi sâu và dự đoán những chiều hướng của cốt truyện có thể xảy ra. Rất mong được mọi người tiếp tục ủng hộ. Một lần nữa gửi lời cảm ơn tới tất cả mọi người đã xem video tới đây rất mong được gặp lại các bạn trong các video tiếp theo